Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần mềm tên là Vita Graphic nhé, Fit. Cái phần mềm này nó có một chức năng là nó nâng cao chất lượng hình ảnh của một số game PS Vita nhé. Thì tớ sẽ test và tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần mềm này một cách chi tiết nhé. Vì nếu các bạn cài sai, các bạn cài nhầm là có thể các máy các bạn nó sẽ bị lỗi đấy, hoặc bị break đấy nhá. Đây, tớ sẽ thử cái trò Ninja Gaiden phần 2 này. Thì đây là chưa cài nhá. Thì tớ sẽ thử lúc chưa cài và lúc sau khi cài thì nó sẽ như thế nào. Đây là một video tớ chia sẻ nhé. Tất cả các file là tớ sẽ up lên và tớ sẽ hướng dẫn trực tiếp trên YouTube. Đây là video nhá, chưa cài. Tớ sẽ thử lúc mà chưa cài với cả lúc đã cài xong thì nó sẽ như thế nào. Đây các bạn nhìn này, hình ảnh này. Đó, nó sẽ bị răng cưa, các bạn nhìn thấy không? Đây là trò Ninja Gaiden phần 2. Đó, nó bị răng cưa. Đây nhá, hình ảnh thì nó đã thế rồi. Đây, tớ vi zoom cho nó dễ nhìn. Đó, nó sẽ bị răng cưa như này. Bây giờ tớ sẽ cài cái phần mềm tên là Vita Graphic. Tớ sẽ hướng dẫn các bạn luôn, có cả link down file thì tớ sẽ up lên media file nhá. Bát giải nén là tiensiu.com. Để copy file thì ở trên PC các bạn cài phần mềm tên là WinSCP nhá. Như là lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn cái copy file, copy game bằng cái phần mềm WinSCP qua Wi-Fi rồi nhá. Wi-Fi của các bạn và Wi-Fi trên máy tính các bạn trùng nhau này. Sau đó vào một Google Shell này. Ấn nút Select này. Đó. Đây là dòng địa chỉ IP nhá. 192.168.1.102. Ở trên máy tính. Các bạn download phần bao bộ này, Vita Graphic Fit này, các bạn download về. Sau đó giải nén ra, sẽ được ra hai file này, Auto Blue Scene với cả Vita Graphic Fit Config to VPK này này. Các bạn vào phần mềm WinSCP. Đó, các bạn gõ địa chỉ IP ở trên Best Vita đây này, nhá. 192.168. Bao nhiêu đấy? 192 này. .168 này. .1.108. 1.102. Bát bốt là 1337 nhá. Đó, ấn vào sút xếp. Ấn vào login. Đó, các bạn sẽ copy vào thư mục nào cũng được, ở trên cái thư mục UX0 này. UX0 là thẻ nhớ của Best Vita nhá. UX0. Đó, UX0 nhá. Bên tay phải này là thư mục ở trên PC của các bạn, thì các bạn download file về đâu thì các bạn mở cái thư mục đấy ra. Đó. Các bạn kéo hai file này. Kéo hai file này, kéo sang thẻ nhớ của Best Vita nhé. Kéo sang đâu cũng được. Chỉ biết là kéo xong thì các bạn phải vào đấy để cài. Đây chính là file cài nhé. Xong xuôi các bạn tắt đi. Tắt cái phần mềm trên PC đi. Ok. Đó. Bây giờ bắt đầu quay trở lại Best Vita này. Lỗi tớ có vào thư mục tai. Đó, các bạn cài hai file. Auto Blue Scene.
cài file này nữa, Vita Graphic Fit Configurator. Đó, khi đã cài xong các bạn thoát ra ngoài. Các bạn vào phần mềm tên là Auto Brushing. Đây là bản của tớ, là bản mới nhất đấy. Auto Brushing này. Các bạn chọn Brushing for Web Vita nhá. Chọn Insert Brushing. Tìm cái config Graphic Fit. Graphic Fit này. DS4 Vita với cả DS3 Vita, có nghĩa là hai cái Bluesin này để sử dụng tay bếp 4 và tay bếp 3 ở trên bếp Vita đấy. Các bạn lưu ý là không nghịch ngợm gì ở cái Auto Bluesin này nhá, không máy của bạn sẽ bị lỗi và bị brick đấy nhá. Các bạn chỉ nên cài những cái thứ mà tớ bảo các bạn, bảo tớ đã bảo các bạn cài thôi nhá. Tìm đúng cái Graphic Fit. Tất cả các lỗi mà như là đang dùng mà tự nhiên máy cứ lúc tự nhiên và tự nhiên tắt là đa số là nó bị semi brick đấy nhá. Chứ không phải do nút nguồn đâu nhá. Đa số đấy do nghịch ngợm. Cài là linh tinh là đứt đấy. Vita Graphic Fit. Đây, cái này này. Đó, các bạn nút cài. Đó. Xong các bạn ấn Exit này để cài xong bắt ấn Start Exit này. Đó, xong nó hỏi có Restart không? Restart lại. Đào lót xong thì các bạn nhớ tắt wifi đi nhá. Nếu mà các bạn để wifi thì nó nhanh hết pin lắm. Để các bạn để wifi thì 2 ngày hết pin, nhưng mà các bạn tắt wifi đi. Nếu mà các bạn để không thì 1 tháng mới hết pin. Tiếp theo các bạn vào Vita Graphic Fit này. Đó, các bạn enable nó lên. Save config. Xong rồi tìm cái game. Ấn nút này này. Tìm game tên là Ninja Garden. Nó hỗ trợ một số game thôi. Này, những cái game nó hỗ trợ này. Đó, Ninja Garden Sigma này. Các bạn chỉnh cái internal resolution này này. Nhá. Về 960x554. Đó, chỉnh bạn chỉnh như thế. Còn mặc định nó sẽ là off đấy nhá. Chỉ 960x554. Bây giờ ok rồi, ship config. Bây giờ tớ sẽ vào cái trò Ninja Garden phần 2 để test lại cho các bạn xem nhé. Phần mềm này nó có nâng cao chất lượng hình ảnh đấy. Nó nâng lên thành HD. Một số game mà nó bị lỗi răng cưa thì nó sẽ fit luôn răng cưa. Nhưng mà đấy, nó hiện đây này, chỉ 60x54 này. Nhưng mà có một cái nó hơi phức tạp một tí là có một số game nó sẽ overclock máy PS Vita lên, nó sẽ bị bug, bị lỗi gì đấy, nên cái này là đã chơi máy hack thì phải chấp nhận nha. Vì nó sẽ bị brick bất cứ lúc nào nếu các bạn cài linh tinh. Brick có nghĩa là không sửa được luôn. Có một số máy sẽ sửa được, còn một số máy thì nó không sửa được. Nó giống như root của Android ấy, mà khi các bạn hack máy các bạn cài cắm linh tinh là người ta không bảo hành đâu, ở bên tớ cũng không bảo hành. Những cái lỗi mà nguồn là bên tớ không bảo hành, bật tắt liên tục là tớ không bảo hành, không lên nguồn bên tớ cũng không bảo hành nhá. Cái video này tớ hướng dẫn và tớ chia sẻ cho các bạn thôi, chỉ nên cài những thứ mà tớ đã bảo các bạn cài nhá. Vì những cái máy mà bên tớ bán ra là đã hack ok rồi, và video hướng dẫn thì cũng ở trên này rồi, nên là ai làm theo cũng được. Các bạn tự mua máy mới về các bạn tự hack thì cũng ok. Đó, các bạn không thấy răng cưa nữa nhá. Lúc nãy nó còn răng cưa đầy ấy. Các bạn tua về cái video lúc đầu ấy. Đó, thì nó sẽ thấy cái răng cưa của nó rất là nhiều. Nhưng bây giờ đã không thấy răng cưa rồi này.
Các bạn thấy chưa? Đó. Răng cưa không còn nhá. Này rỗi là tớ đứng ở góc này này, nhìn thấy răng cưa kinh khủng luôn. Đó. Bây giờ không thấy luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Hình ảnh nét lên đấy. Tớ bật cái đèn lên là nhìn nó hơi lóa, nhưng mà thực chất là hình ảnh nó nét lên thật đấy. Nếu đơn hẳn đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Không thấy răng cưa nữa nhá. Nhưng mà cái phần mềm nó chỉ hỗ trợ ở một số game ở trong list thôi. Các bạn như lúc nãy tớ chỉ. Lưu ý là cài cắm linh tinh là brick máy là bên tớ không bảo hành nhá. Đó, video hôm nay là tớ đã hướng dẫn các bạn rồi. Trong khoảng 1-2 ngày nữa tớ sẽ hướng dẫn một các bạn một phần mềm rất hay ở trên BSB nhá. Ở đây trên BS Vita nhá, không phải BSB. Xin chào các bạn. Một phần mềm rất là hay. Đã test ok thành công. Xin chào các bạn. Những game như này là tớ đã cài hết khi bán máy cho các bạn rồi nhá. Cả BS1, cả BSB luôn.